Chào cả nhà nhé. À, cả nhà có nhận ra hoa gì đây không ạ? À, đây chính là hoa cúc. À, nhưng mà đây là cúc rủ các bạn ạ. Cúc là cúc chảo treo. Hoa rất là xinh, rất là đẹp. Đây đây là một chảo hoa cúc rủ. À, có hai màu, màu trắng và màu vàng rất là rực rỡ. Hiện nay hoa cúc rủ rất là hot các bạn ạ. Hoa rất là bền. Hoa nở từ 10 đến 15 ngày. Hương rất là thơm. Ngày Tết là chỉ cần một hai chảo thôi đã cảm thấy rực rỡ lắm rồi. Thì các bạn có muốn khi chơi xong mình lại còn có hoa chơi tiếp ạ? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhân giống cây hoa cúc rủ này nhé. Cũng rất là đơn giản thôi. Thường bên mình nhân giống bằng cành. À, đây là một cái chảo hoa này. Mình sẽ chọn ra những cái cành bánh tẻ nhé. Đấy. Chọn ra những cành bánh tẻ. Sau đó bên mình cắt thành những cái đốt tầm độ khoảng 10 đến 15 phân. Chúng ta sẽ cắm vào cái dùng dịch kích ra rễ. À, sau đó chúng ta phải cắm vào cắt ẩm. Cái cành hoa cúc này nó rất là nhanh ra rễ các bạn ạ. Nó chỉ cho trong tầm độ khoảng 10 ngày thôi, hơn 10 ngày. Đây là những cái chảo hoa mình có thể đã tỉa đấy. Mình có thể tỉa bớt nó đi. Bình thường ra các bạn chơi hoa thì các bạn cũng hay tỉa đi những cành già đúng không? Thì thôi mình cũng tận dụng luôn các cái cành bánh tẻ bên trong ấy, nó dày quá thì mình nhân giống. À, mình cắm vào trong cát ẩm mà để chỗ mát các bạn ạ. À, thỉnh thoảng thì tưới nước vào thôi. Đây đây là cái chỗ mà mình dâm cái cành hoa cúc rủ này. Đây là mình dâm được 10 ngày rồi các bạn ạ nhé. Các bạn nhớ lưu ý là chúng ta để vào chỗ mát. Đây mình nhổ thử cho các bạn xem nhé. Đó, ra rễ rồi đúng không? Đấy. Cái này là chúng ta cho vào bầu thôi. Chúng ta chuyển vào bầu. Và để khi ra từ khi cho vào bầu ra hoa nó mất khoảng 3 tháng đến 4 tháng. Khi mà mới cắm thì bao giờ những cái cành nó sẽ bị héo đi, nhưng mà các bạn yên tâm nhé, nó sẽ tươi lại chỉ sau có vài ngày thôi. Các loại cúc khác thì các bạn cũng làm như vậy. À, khi các bạn đi mua hoa về chơi, nói chung là so với các loại hoa thì mình thấy là các loại cúc nhân giống là dễ nhất, đơn giản nhất so với các loại cây khác. Khá là đơn giản đúng không?